Trong vai một vị khách du lịch người Lào, đối tượng Công Vang Siong lái xe ô tô qua cửa khẩu quốc tế Nam Mèo, tỉnh Thanh Hóa, nhập cảnh vào Việt Nam. Trước khi qua biên giới, đối tượng cẩn thận kiểm tra lại những bọc hàng chuẩn bị bàn giao cho đối tác và không quên thủ theo khẩu súng ngắn cùng đạn đã lên nòng. Nhưng hành vi của ông trùm ma túy này đã bị các trinh sát bộ đội biên phòng Thanh Hóa theo sát trong kế hoạch đánh án. Những ngày cuối tháng 12 năm 2023, trong điều kiện thời tiết liên tục có giá rét kéo dài, hàng chục cán bộ chiến sĩ các đơn vị của bộ đội biên phòng Thanh Hóa tham gia đấu tranh chuyên án TH-823 được lệnh lên đường thực hiện nhiệm vụ. Bằng tinh thần trách nhiệm đấu tranh đến cùng với tội phạm, những người lính mang quân hàm xanh đã khắc phục mọi khó khăn, khẩn trương bí mật cơ động theo sự chỉ đạo của cấp trên. Chuyên án TH-823 được đấu tranh thành công là chiến công lớn của Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa trong đợt cao điểm phòng chống tội phạm dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Liên quan đến chuyên án TH-823, vào tháng 7 năm 2023, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các trinh sát của Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa đã phát hiện những dấu hiệu tồn tại một đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia hoạt động qua địa bàn. Tham gia đường dây tội phạm có nhiều đối tượng khác nhau ở hai biên giới Việt Nam và Lào, móc nối chặt chẽ, hoạt động rất tinh vi. Chúng tìm cách vận chuyển ma túy từ khu vực Tam Giác Vàng về các tỉnh của Lào, rồi chờ cơ hội thẩm lậu vào khu vực biên giới thuộc địa bàn huyện Quan Sơn và Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa để tiếp tục đưa sâu vào nội địa nước ta tiêu thụ. Qua xác minh cho thấy, đối tượng Công Vang Siong, sinh năm 1987, quốc tịch Lào, là kẻ cầm đầu, điều hành việc buôn bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia. Nhận thấy tính chất phức tạp của đường dây tội phạm, tháng 8 năm 2023, Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa đã xác lập chuyên án TH-823, được Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phê duyệt làm cơ sở đấu tranh lâu dài. Trên cơ sở đó, Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa đã điều động đội ngũ trinh sát giàu kinh nghiệm tiếp tục bám các địa bàn, nắm chắc quy luật hoạt động của nhóm đối tượng. Đến cuối tháng 12 năm 2023, nguồn tin từ các trinh sát báo cáo Ban chỉ huy chuyên án TH-823 cho thấy các đối tượng chính trong đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia đang chuẩn bị vận chuyển một lượng hàng lớn vào khu vực biên giới tỉnh Thanh Hóa để giao cho đối tác. Một thông tin quan trọng khác được báo cáo, có thể ông trùm Công Vang Siong cũng sẽ trực tiếp tham gia phi vụ làm ăn trị giá tiền tỷ. Trong điều kiện biên giới dài, địa hình, thời tiết phức tạp, đối diện tên cầm đầu đường dây ma túy được đánh giá là xảo quyệt, liều lĩnh, Ban chỉ huy chuyên án TH-823 đã nhanh chóng vạch ra kịch bản, tình huống, bố trí lực lượng phù hợp nhất. Chiều muộn ngày 20 tháng 12 năm 2023, các tổ đánh án của Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa đã bí mật vào các vị trí mật phục theo đúng chỉ đạo của chỉ huy ban chuyên án. Trong điều kiện đêm xuống, thời tiết biên giới giá rét, cán bộ chiến sĩ đã kiên trì bám vị trí phân công, cảnh giác cao độ, sẵn sàng nhận lệnh bắt giữ đối tượng liên quan. Tuy nhiên, với sự danh mãnh, đa mưu, Công Vang Siong và đồng bọn đã thay đổi địa điểm, thời điểm giao dịch so với thông tin ban đầu các trinh sát có được. Đại tá Phạm Đình Thuấn, trưởng phòng phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa cho biết, ngay từ đầu chúng tôi cũng xác định những tình huống có thể xảy ra trong quá trình đánh án, như việc tội phạm sẽ chuyển địa điểm, lùi thời gian giao dịch. Chính vì vậy, đơn vị đã làm tốt công tác hậu cần, đảm bảo sức khỏe để lực lượng đánh án có thể vượt qua được sự khắc nghiệt của thời tiết ở biên giới, kiên trì mật phục, bắt giữ đối tượng. Sau một đêm dài đối diện với sương gió giá rét của rừng núi, sáng ngày 21 tháng 12, các trinh sát báo cáo thông tin mới cho thấy nhiều khả năng Công Vang Siong đã đích thân sử dụng ô tô cá nhân cất giấu ma túy để làm các thủ tục vào Việt Nam thông qua cửa khẩu quốc tế Nam Mèo trong vai vị khách du lịch. Nhận được thông tin quan trọng, Ban chỉ huy chuyên án TH-823 đã thông báo trao đổi với các lực lượng chức năng tại cửa khẩu phải đảm bảo mọi hoạt động diễn ra bình thường, không để đối tượng nghi ngờ. Còn lực lượng đánh án cũng đã có biện pháp giăng lưới không cho ông trùm có cơ hội tẩu thoát. Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, lực lượng đánh án nhận thấy Công Vang Siong điều khiển xe ô tô đến gần khu vực cửa khẩu để làm thủ tục nhập cảnh vào nước ta. Dù biết đang đối diện với tên tội phạm nguy hiểm, nhưng lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại cửa khẩu vẫn điềm tĩnh hướng dẫn vị khách du lịch theo đúng quy trình. Khi nhận thấy ông trùm buông lòng cảnh giác, tổ đánh án đã nhanh chóng khống chế đối tượng. Khám xét xe ô tô do Công Vang Siong điều khiển, lực lượng thực hiện nhiệm vụ đã thu giữ được 12 bánh heroin, 22.400 viên ma túy tổng hợp, 12,1 kg ketamine, tổng trọng lượng 21,1 kg ma túy các loại, một khẩu súng ngắn và 100 viên đạn, cùng một số tang vật có liên quan.
chuyên án TH823 được Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa đấu tranh thành công. Ông trùm trong đường dây tội phạm bị bắt giữ, quá trình thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an toàn tuyệt mật về mọi mặt. Theo Trung tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy C04, trong những năm qua, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên thế giới và khu vực diễn biến phức tạp và không ngừng gia tăng về tính chất và mức độ. Tình trạng sản xuất, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy ở khu vực Đông Nam Á, nhất là Lào, Campuchia, đang diễn ra nghiêm trọng, có chiều hướng gia tăng, ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam. Cùng với đó, tội phạm ma túy tại nhiều quốc gia đang đẩy mạnh việc lợi dụng tuyến hàng không và đường biển quốc tế, thậm chí sử dụng tàu ngầm, tàu có thiết kế kỹ thuật bám chìm để vận chuyển trái phép chất ma túy. Ở trong nước, tình hình tội phạm ma túy phức tạp trên các tuyến biên giới, tuyến đường hàng không, bưu điện và không gian mạng. Để tụ tập sử dụng ma túy, các đối tượng lợi dụng công nghệ khoa học kỹ thuật thời kỳ 4.0 để rủ rê, lôi kéo tụ tập trên không gian mạng thông qua việc thành lập các hội nhóm qua các mạng xã hội như Zalo, Facebook, Telegram, thống nhất thời gian, địa điểm và bàn bạc về việc tổ chức sử dụng ma túy. Năm 2023, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy toàn quốc đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng đấu tranh thành công 24.765 vụ, bắt giữ 38.681 đối tượng phạm tội về ma túy, trong đó có 26 đối tượng là người nước ngoài, thu giữ 444 kg heroin, 4,9 tấn ma túy tổng hợp, 81 kg thuốc viện, 500 kg cần sa, 330 kg cocaine. Riêng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy khám phá thành công 75 vụ, bắt giữ 205 đối tượng, thu giữ 120 kg heroin, 1,8 tấn ma túy tổng hợp, 318 kg cocaine, 600 điếu thuốc lá điện tử đã được bơm tinh dầu cần sa tổng hợp, 60 lít tinh dầu cần sa tổng hợp, 10.000 điếu thuốc lá điện tử, 1 triệu vỏ điếu thuốc lá cùng nhiều vật chứng liên quan đến vụ án. Trong đó có 16 vụ phối hợp cùng với các lực lượng chuyên trách phòng chống tội phạm ma túy của Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Hải quan. Lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm của Bộ đội Biên phòng đã chủ trì, phối hợp các lực lượng chức năng, phát hiện, bắt giữ, xử lý 854 vụ trên 1.231 đối tượng, thu giữ 1.230 kg ma túy các loại và nhiều tăng vật liên quan khác. Cụ thể, các đơn vị Bộ đội Biên phòng chủ trì phát hiện, bắt giữ 618 vụ trên 776 đối tượng, thu giữ 500 kg ma túy các loại, phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ xử lý 229 vụ trên 455 đối tượng, thu giữ 730 kg ma túy các loại. Lực lượng chuyên trách phòng chống tội phạm ma túy của Cảnh sát biển đã phối hợp với lực lượng chuyên trách phòng chống tội phạm ma túy của các lực lượng công an, Bộ đội Biên phòng, Hải quan, trong đó chủ yếu là lực lượng công an, đấu tranh 126 chuyên án, vụ án, bắt giữ 209 đối tượng. Cấp Trung ương đã phối hợp đấu tranh 14 chuyên án, vụ án, bắt giữ 28 đối tượng. Tăng vật thu giữ 106 bánh, cộng 10 kg heroin, trên 1,4 tấn ma túy tổng hợp, gần 6 kg cần sa, 2 khẩu súng, 55 viên đạn. Lực lượng hải quan đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chuyên trách phòng chống tội phạm về ma túy bắt giữ 221 vụ trên 260 đối tượng. Trong đó, lực lượng hải quan chủ trì 99 vụ. Cụ thể, trên tuyến đường hàng không và chuyển phát nhanh, lực lượng hải quan chủ trì khám phá 73 vụ trên 77 vụ, bắt giữ 44 đối tượng, thu giữ 72 kg cần sa, gần 14 kg heroin, gần 22 kg cocaine, 183 kg và 10.000 viên ketamine, 540 kg ma túy tổng hợp. Trên tuyến đường bộ, bắt giữ 143 vụ trên 216 đối tượng, lực lượng hải quan chủ trì 25 vụ trên 143 vụ, thu giữ 3 kg thuốc viện, gần 10 kg cần sa, gần 90 kg heroin, gần 1,4 tấn ketamine, 120 kg ma túy tổng hợp. Trên tuyến đường biển, chủ trì 1 vụ, thu giữ 303 kg cocaine. Kết quả bắt giữ tội phạm ma túy trong thời gian qua, nhất là việc triệt phá được những đường dây tội phạm ma túy lớn, đã thể hiện tinh thần kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm ma túy của các lực lượng chức năng. Hiệu quả của công tác phối hợp giữa các lực lượng đã kịp thời ngăn chặn nhiều đường dây tội phạm ma túy ngay từ khu vực biên giới, không để thẩm lậu vào trong nội địa, góp phần bảo vệ an ninh trật tự của đất nước và giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, đến đây thời lượng của chương trình đã hết. Xin hẹn gặp quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.